anh em ơi. Đó, kiếm lên pin pin về này. Cái 8 phần này nó lên lên full cộng 10. Thì lên full cộng 10 xong mình sẽ để đó mình ngưng ngưng nha anh em ơi. Rồi, hôm sau mình sẽ nhích đi từ từ. Đó, con này mình không có được manh động. Mình nhớ cái đầu lạnh. Con này mà mình manh động là toang. Toang giống như quân chính thì thôi. Nghỉ chơi luôn đó. Này thì lên bố vào cái là lên mà. Đây này. Đấy. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về con game Mobile Legends 2 SS2.vn nha anh em ơi. Thì mấy hôm nay úp đồ con DK mà xui quá. Nó vẫn chưa lên được thêm món nào cộng 13 hết. Thì mình chuyển qua mình úp đồ sâu anh em ơi. Thì có nhiều anh em bảo mình đang cải tạo cái set. Cái set Ma Vương. Mà có giờ anh em báo úp cái set sâu hồng đi. Thì hôm nay mình mới kiếm được một set sâu hồng. Nhưng mà chưa được ngon lắm. Nói chung là nó chưa có được đồng đều cho lắm. Thì đây có một cái nón là 4% giảm vết thương. 5% phản đam. Thì nó không cần thiết. Nói chung là không cần thiết với đối với sâu này thôi. Ông nào không chơi cái dạng mà chơi bắt pin á. Muốn chơi cái kiểu không có ông nào mà nhiều tiền á. Ông VTB4 hôm bữa ông úp cái set á. Một nửa này một nửa kia thì được. Nhưng mà mình thì mình thích là 44 giống như vậy. Thì 44 vậy là được có một món thôi. Tức là 400 cho nó thương với 400 HP. Còn ba cái món này thì lại 400 HP với lại 10% tránh đòn. Nhưng mà 10% tránh đòn này á đa số nó cỡ phải 7% là nó chủ yếu là về gói thôi. Nó có bị gọi là tránh đòn khi mà mình đánh với gói thôi. Còn nếu mà đánh PK người với người thì nó chỉ được chắc tầm 33% thôi. Nói chung là cái 10 khả năng tránh đòn này mình cũng không thích cho lắm. Thì từ từ mình kiếm được cái 44 thì mình lại thay thế sau. Nhưng mà bây giờ tạm thời thì mình sẽ xài set này thôi. Trung quân sâu này mình sẽ úp thì nó mắt pin lắm đâu. Úp bình thường đi PK được thôi. Đây, thì lúc giờ đang đi gom B với gom S. Tại vì mấy hôm nay mình không có nạp vào để lấy cái tích lũy nạp đó. Giờ nó không có B. Bây giờ phải đi gom B. Tại WeCoin là giờ bây giờ đi mua WeCoin nó rẻ mà. Mình sẽ mua WeCoin đây. Mới đi gom được nhiêu đây ngọc. Thì mình về mình tán luôn. Hy vọng là nhiêu đây ngọc là lên được full cộng 9 trước. Rồi từ từ mình tính cộng 11 sau. Thì mình sẽ tán cho nó cộng 9 thôi. Để kiếm chỗ nào vắng đi. Đi lên trên này đập đi. Cùng ngao đá chưa có giấy nén. Cái đập từng món một lên 9 xong bắt đầu là mình viết tán cái món khác. Rồi. Ít B mà nhiều S quá. Chơi cái bài là tăng S trước cho nó lên cộng 2. Giờ tăng cái nón trước nha. Đây cái set của mình đây, set Ma Vương đây. Rồi để giảm đồ họa đi. Đập lên cộng 9 nên mình thấy giảm đồ họa đập nó dễ, khá là dễ. Đây này. Không dễ lắm, khá là khó. Rồi, một món nha. Đó nhỉ. Có tăng hai cái S, hai viên S lên trên đi đã. Cho nó đỡ tốn bề. Rồi xong rồi. Kia. Cái gì vậy? À mẹ đập nó không lên kìa. Đó, tốn là tốn mấy cái khúc đó đó. Nói nó cũng dễ. Rồi hai món vậy tính ra cũng dễ nha anh em ơi. Để coi có nên xương xương cho nó lên cộng 11 không ta. Từ để coi đã. Rồi lên cộng 2 đỡ tốn hai viên này.
Rồi, ngon lành rồi. Rồi. Ui, về đập nhẹ nhàng quá anh em ơi. Nhàng có. Nhàng đưa nàng về dinh có. Rồi, 6 rồi phải không? 7 này. 8 này. Ui, thôi xong rồi, vừa mới nói nhẹ nhàng xong. À mẹ nó khốn nạn rồi. Ê mà, em bê mà ngáo đá hả? Đây đây đây. Hai cái cho hai viên. Rồi. Rồi. Rồi, vậy là lên full rồi anh em ơi. Đây để mình đập nó dễ hơn. Cái bên này mình thấy mình đập nó dễ có xịt hơn rồi. Đấy, như vậy là lên để lên trên Aya 2 đi cho anh em xem. Chơi nào thấy. Đấy, quá đẹp. Chỉ còn thiếu một cái win 2 thôi. Lại phải gom cái win 2 anh em ơi. Gom bằng được cái win 2 vô sâu. Chơi nào thế, cảnh sát đây. Đi thôi chứ mình phải kiếm cây 12 có lúc đấy khá là chất đấy, hay là cho nó lên 10 luôn ta, còn 4S rồi để coi mình cho lên Ayana. Con này nó không còn coi mà con kệ bùa chao này, bùa hết bùa chao luôn, lên 10 hết luôn, và mình sẽ không có dùng ngọc tỷ lệ, ngọc tỷ lệ cấp thấp có bộ ngọc tỷ lệ và nó rất áo, thịt nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình rồi, đây, cái 10 của nó đây, còn được 9 cái bùa, 9 cái bùa thì nếu mà đập bộ táng 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 à, lên lên hết rồi hả? Đấy. Rồi về nó nha. À. Bây giờ mình sẽ tán nó lên cộng 10 trước. 10 thôi nha. Rồi để ngày hôm sau mình đập nhích nhích lên con này là mình phải nhích. Không thể nào mà đập một lúc. Lúc mà lên hết. Đập một lúc kiểu gì nó cũng to. Thương cái này. Ba viên chao, ủa thôi xong rồi ngáo hả? Còn ba viên chao ta. Ba viên chao thiếu. Trời mưa của nó còn chao không? Trời mưa của nó thì nó còn cả đống chao. Thiếu, trời mưa nó lấy rồi. Hiện tại là đang ba con mình treo ba con thì mình chơi hai con chính với lại một con đế búp, một con đang treo đế búp, treo đây là búp thôi không làm gì hết. Ba mươi viên là xài thoải mái, hy vọng là nó sẽ lên 10 hết, từ từ mình sẽ tính tiếp. Rồi lại tăng luôn đi nha. Ui ông này sâu hồng có cái win 2 nhìn nó chất chưa kìa. Cầm cái gậy dòng nó là nhìn chất. Rồi. Không cần phải canh ghét chết này. 1, 2, 3, lên.
tuyệt vời nha, tuyệt vời nha. Hấp dài thì em đã đặt lên này. Ngọt món. Rồi, cái áo này. Ngọt nước này. Lên. Ui, tuyệt vời anh ơi, tuyệt vời. Đấy. Ngon lành, hai món. Thấy ngọt ngọt rồi đấy. Tay ngọt ngọt rồi đấy. Ông nói xong mới nói xong bà mẹ nó. Làm lại không sao, hết trao đi, dán nén trao. Đá cái này lên. Tôi xong rồi. Gì vậy? Làm có nhau vậy? Chào để tán cái kia ra. Rồi. Cho con này lên. Cái gì vậy? Có thế. Rồi. Lại lên lại, không sao hết. Lên 10 với lên 11 thì mình lô được, dễ lắm. Còn lên 10 12 13 với là gọi là này mình có kỹ với 12 13 mà. Có 12 với số 13. Với lại mình mua nhầm cái set, mua cái dòng xanh mà mua nhầm sang cái set dòng đen. Nên nó khá là đen. Bà mẹ nó. Từ khi mà đập cái cắt dòng xanh không biết là nó tốn bao nhiêu. Chưa lên 13. Chưa được món nào dòng xanh lên 13. Tại vì mình tập trung mình đập cái win. 1 2 3 lên. Rồi, online thành đào. Tập trung đập cái win cho nên là chưa có tập trung vào cái set đồ cho nên đồ nó vẫn đang toang quá. Đồ đang toàn quá. Ủi anh em thấy chưa? Anh em không bỏ ngọc tỷ lệ vào, anh em thấy nó dễ lên hơn nha. Và mình ở bên cái ạc kính kia mình chưa hay bỏ ngọc tỷ lệ. Và mẹ hay bỏ ngọc tỷ lệ xịt kinh lắm. Ui thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Làm căng nhau thế. Đó nè. 7 nè. 8 nè. Rồi đừng có đếm. Lần nào đếm cũng toàn hết á. Lần nào đếm cũng toàn anh em ơi. Ủi vậy là còn một món này nó lên 10. Một món ôi, cắt trao đi chứ lấy trao làm gì. Một món lên 10 thì chơi cô máu đi chứ gì nữa đâu. Đấy. Rồi. Ôi. Cái chiến thuật hả? Ôi cái gì kìa. Và mẹ đập bằng S khó lên quá. S nó rẻ mà. Đập được ít nào thì tiết kiệm được ít đó. Rồi. Không khó lắm nha anh em ơi. Rồi kiếm lên pin về này. Cái tám phát này nó lên full cộng 10. Thì lên full cộng 10 xong mình sẽ để nó mình ngưng nha anh em ơi. Rồi hôm sau mình sẽ nhích đi từ từ. Con này mình không có được manh động. Giữ cái đầu lạnh. Con này mà mình manh động là toang. Toang giống như quần chính thì thôi. Nghỉ chơi luôn đó. Này thì lên bố vô cái là lên mà. Đây này. Đấy. Đó. Ngon lành chưa? Ngon lành chưa? Nói chung cộng 10 khá là dễ. Cần lên cộng 11 không ta? Để đập cho cái kin này lên ta. Kin này đang xài tạm thôi. Xài tạm. Còn dư 2 cái. Cho cái kin lên luôn. Không mà. Đó. Có cần phải cho cái gậy này lên cộng 10 không ta? Cùng lúc mà lên cộng 10 phí phạm có phải không? Phí phạm. Đấy con nào. Chắc cho cái SP
B mà trong trường hợp mình đập cái này nó xịt đi là mình phải đập lại phải không? Thôi, để từ từ. Như đây tạm thời, như đây là dùng được rồi. Tốt chán. Rồi. Tạm vậy đi đã. Ốp cũng để vậy đã. Chưa tính đây. Chung là có nhiều anh em bảo build set này quá thì mình sẽ build set này. Build quân sau này thì cũng không đến gọi là VIP được. Build hai con mà. Không sao, đẹp là được. Này có cầm cái gậy dòng là cũng đẹp lắm á. Để cố gắng kiếm cho cái dòng ngon ngon. Đấy, tao lại gần nha. Ui, cầm cái con đun quá chất luôn anh em ơi. Ui, cái này nó mà lên cộng 11 là nhìn nó sáng lấp lánh luôn đấy. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Rồi. Thôi, video này tạm thời thì mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Hôm nay có vẻ là hên hơn rồi. Gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Để mình lại gom tiếp đồ để mình làm cái bộ phim kinh dị cho cái con DK nữa. Rồi, bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.